Chào bà con, ngày hôm nay Thế chia sẻ với bà con một cái bí quyết để mà có một con dao cạo hành lý ngon, ngon cạo rất khỏe, và đối với các anh chị mà tay nghề còn yếu đều cạo cảm thấy là ngon. Thì ngoài đầu tiên thì mình ngoài việc mình có cái thép để con dao ngon, có cái thép ngon để cạo như là thép của Ích Trúc Tăng hay là thép nhíp xe, thép nhíp xe thì ngon hơn. Thì mình khi mình có được rồi thì khi mà đi đập dao để mà cạo thì mình yêu cầu cái chủ lò rèn á, họ kéo dài cái má dao này nè. Cái mặt này nè phải dài, kéo dài ra dài bằng cái cây này. Thấy chia sẻ với bà con này, tức là từ hôm đây và kêu họ kéo dài ra tới đây rồi họ mới uống hành cái nguyên con dao. Còn cái này á là nó ngắn quá, nó tới đây cái rồi nó bẻ qua hành cái má bên đây, phải dài như vậy nè. Bà con cứ yêu cầu người ta, rồi có thể là chi phí nó cao hơn chút cũng được, nhưng mà bù lại về bà con, mặc dù về mài bén thường dao mà đập lấy về lần đầu tiên là cạo không có ngon, nhưng mà nó bén nó mới ngon. Nhưng mà khi mà bà con đập được con dao mà yêu cầu cái má nó kéo dài ra như thế này á, thì bà con về cạo nhát đầu là ngon liền. Và cạo á nó cái thân dao nè, khi mà cái chỗ mà nó bị mắc, bị cong queo rồi đó, bà con có thể lượng, nếu mình cạo mình thấy được cái má, dao còn nó ngắn vậy nè, nó sẽ bị che khuất tầm nhìn nha bà con. Đó là một cái bí quyết rất là hay, thấy cũng chia sẻ để bà con nên khi mà đi đập dao nên yêu cầu người ta như vậy ha, kéo dài ra cỡ như bằng, có thể chia sẻ cho bà con này. Tức là kéo cái má này bà con thấy nha, nói vậy không biết bà con hình dung ra không, kéo cái này ra cho dài ra, tức là người ta vuốt làm sao cho cái này nó dài ra. Có thể là đập dao mất tiền hơn chút nhưng mà mình vẫn chấp nhận để mình có được một cái con dao ngon ha, kéo dài ra cỡ này rồi mình, rồi họ mới uống qua hành cái má, cái mặt bên đây đó. Là bà con về cạo, bà con mài bén thôi là bà con cạo rất là ngon, và rất ngọt, rất ngon, và mình dễ điều chỉnh cũng như là mình sẽ thấy được cái má dao, thấy được. Thường là cạo đục là mình nhìn nhìn cái má, cái đường ngay cái này nè bà con đó, mình nhìn ngay mặt này nè, cái mặt này thì mình ướp vô. Thường là mình ướp vô thân cây là mình cạo ngay cái ngay chỗ này nè đó. Thì thấy cũng chia sẻ ngắn cái bí quyết để mà có được con dao ngon. Còn như con dao này bà con thấy là cạo không có ngon, cạo hành lý thì phải hơi lòng má một chút ha, lòng má nó sẽ ít té mủ ra ngoài. Nhiều anh chị hỏi là cạo sao cho ít té mủ ra ngoài, thì ngoài cái con dao bén rồi mình cái lưỡi gà này, cái lưỡi gà cũng quan trọng, thấy cũng quên chia sẻ cho bà con. Cái lưỡi gà này nó phải kéo dài ra nha bà con, kéo dài ra từ từ đây này, phải dài ra đây, cứ để dài vậy đi là nó khi mà cạo dâm á nó sẽ cắt đứt dâm, cạo tới đâu rớt chứ đó. Còn bà con mà để ngắn ngắn vậy nè, cạo tới đâu là gỡ dâm là cực lâu lắm bà con, nên cái này cũng cực kỳ quan trọng nữa đó. Thế chị nói kỹ hơn cho bà con là ngoài việc là cái này mình nên kéo dài ra ha, dài ra rồi cái lưỡi cái má bên đây nè mình cũng phải kéo dài ra, dài ra từ đây phải 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 ra cỡ vậy là ngon, là quá ngon luôn á. Là cạo tới đâu dâm, khi mà mình mài á, mình mài ở bên trong bén là mình mài luôn cái ở đây cho bén nha. Tức là phải yêu cầu người thợ rèn họ làm như vậy á, đúng yêu cầu người của mình á, về cạo rất là ngon. Mình lúc đó mình có con dao ngon, mình cạo vừa có mũ vừa khỏe đó bà con, và vừa nhanh nữa. Rồi hôm nay Thế chia sẻ ngắn cái video về con dao cạo ngon, cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi, kính chào và hẹn gặp lại.